Vâng, và đây là con súp Yamaha FW800 rất là hot và độc nhất vô nhị, khá là hiếm mà em về được một con như thế này. Thì bình thường các bác sẽ thấy con này nó vàng rất là đậm đúng không? Nhưng mà nó rất là độc nha các bác, và rất đẹp luôn. Hàng mạng Nhật về các bác thấy này, rất đẹp, các bác nào mua được con này khá là hiếm. Lần đầu tiên em về được một con FW800 mà nó độc và lạ như thế này. Độc lạ cho cái mèo rất là đẹp, nó sáng chứ không như đậm đậm như những cái con khác. Như các bác đã chơi qua những dòng shop này các bác rồi, cái mèo cực kỳ sáng nha các bác, và nó cực kỳ mới nha, nó nét căng luôn. Sao nó lại nét được nhỉ? Đấy, cái mé nó cù quá, nó lại nét cái tầm bãi rồi. Như là thùng thông nha các bác, cái văn nó kiểu như thùng thông, nó kiểu một các bác chơi AR thùng thông đấy các bác, đẹp lắm. Các bác mà nhìn phía ở ngoài đời mà nhìn nó rất là đẹp. Và sau đây video này em không phải là que cũng như là thông báo gì, có video mà thông báo nó về rồi. Và giá con súp này là 14 triệu 5 nha các bác, chứ không phải là 14 triệu. Họ chiều em báo là 14 triệu. Báo lộn giá nha các bác. Giá là 14 triệu 5 là em chiến bao gồm phí ship. Bao gồm phí ship là 14 triệu 5 nha. Sau đây em sẽ mở cấu hình để các bác cùng tham khảo được FW800 nó cấu hình cụ từ nó đọc như thế nào, và tại sao nó là hot như thế. Và sau đây mời các bác cùng xem luôn nha. Chúng ta sẽ thao tác là mở cái phía sau nha, không phải là mở lô bát nha các bác. Mở lô bát thì nó phí lắm. Đấy, đã tất cả nguyên nguyên xi ốc ác là nguyên riêng nguyên keo chỉ luôn nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần thao tác là mở hết những con ốc xung quanh như thế này, và chúng ta lôi nhị ra là các bác sẽ thấy được cái nội thất bên trong, để các bác được thấy cái cụ từ của con FW800 nó khác những cái dòng loa khác nó như thế nào nha. Rồi chúng ta cùng thi ông vào. Bác nào yêu thích con shop này thì alo liền cho em nha, cực đẹp cực mới nha. Điện 100V nha các bác, những con này là hàng nội địa, điện 100V. Quấn cực kỳ hay, chơi những phòng bách, phòng 45m2 nó lại nha. Vâng, và sau đây các bác mở được con, nếu mà mở được những ốc này ra rồi, chúng ta sẽ nhìn nha và nhích nó ra. Đây là phía sau của nó nha các bác. Điện 100V. Vâng, và mời các bác cùng chiêm ngưỡng nội thất bên trong, các bác thấy cụ từ không? Khiếp không? Mà các bác gọi là cụ từ neo đó các bác, từ neo đấy. Đấy, đây là phần nội công cũng như là công suất âm ly của nó. Ở bên trong được bố trí mút cũng như là tiêu âm cũng ít thôi. Sắp rồi các bác. Đây, các bác sẽ thấy cấu hình của nó. Đây. Đây là bộ âm ly. Đấy. Đây các bác thấy âm ly. Đẹp chưa? Cầu chỉ sứ còn nguyên và tất cả keo chỉ. Bo mạch và củ loa. Đấy, một cái củ loa rất là lớn nha các bác. Tự neo bự. Chỉ có FW800 là mới mang được cái cấu hình cũ như thế này nha các bác. Nên là rất là hot. Thì video này em làm video để khui ra để các bác cùng xem cái củ loa đấy. Đấy, em không để nó đứt cái dây, nó tuột dây này. Đấy, dây này. Nguyên bó cuộn của hãng Yamaha luôn nha. Keo chỉ, các bác thấy keo trắng trắng chưa? Keo đó là họ niêm phong những cái gọi là như cái chân tụ này. Đấy. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Bác nào mình muốn sở hữu con súp Yamaha FW800 này, độc cực độc nha, thì alo cho em nha. Mở ra rất là thơm luôn. Giá 14 năm nha các bác.